hộ, cảm ơn trời đất. Chị thật sự sắp bị em dọa chết mất. May mà bác sĩ Quang ở ngay bên cạnh. Cho anh biết tại sao lại anh đậm. Đào chưa bị hư mà, tôi cũng ăn rồi. Từ nhỏ em đã dị ứng nặng với đào. Đừng bảo là anh, chạm một cái cũng không được. Cái chuyện này em cũng quên rồi sao? Dị ứng thì tất nhiên không thể quên rồi. Chỉ là cô ấy nói đã nhiều năm không dị ứng rồi, nên tôi mới khuyên cô ấy ăn một quả. Nếu tôi biết sẽ chết người, có đánh chết tôi cũng không dám để cô ấy ăn. Do anh sốt ruột quá. Không sao rồi, đêm nay anh sẽ ở lại bệnh viện. Em cần được quan sát thêm một ngày. Em cả nghĩ quá. Có tình ý cỡ nào anh ấy cũng sẽ không nghi ngờ em đã sống lại đâu. Là một bác sĩ ngoại khoa tiếp nhận nền giáo dục cao cấp và tin vào lý trí của chủ nghĩa duy vật, sao có thể liên tưởng vô lý như vậy? Phải trách em, biết rõ sau khi té xuống nước, chị đã mơ màng hơn nhiều, có nhiều chuyện không nhớ nữa, mà còn không nhắc chị chuyện quan trọng nhất. Lo lắng em trai của chị ấy sẽ xong đến tạo thêm tin nóng cho chị nữa, mới sáng sớm đã đến studio ngăn cản anh ấy rồi. Tiếc là người chị ấy muốn cản vốn không ở studio. Người giỏi ắt có kế hay, việc này không cần em lo lắng. Vốn đã xấu, còn dị ứng sưng như đầu heo. Sao lại có người ngốc tới mức cả việc bản thân ăn được gì, không ăn được gì cũng không biết vậy? Ban đầu tưởng em thôi thớp, anh đã tức tốc tới gặp đó. Không ngờ đi tới cửa thì nghe thấy em còn đứng bên phe địch đề phòng anh. Anh tin Trần, em và Tiểu Ngọc không phải phe địch của anh đâu. Ừ, tuyệt đối không phải. Tốt lắm, nếu các cô đều là phe bạn, vậy bây giờ hãy tránh mặt một lát, tôi và kẻ địch có việc muốn bàn. Tối qua anh và Bạch Bách Xuyên đến bức 929. Thêm bạn nhau, nhận lời mời công việc, tất nhiên là thân rồi.
người hướng dẫn trong chương trình Star Radio 2021. Thật ra đêm qua, Bạch Bách Xuyên thay tổ chương trình mời tôi. Phát Doãn Trinh cũng là một trong những người hướng dẫn, nên anh đã nhận. Cô ấy là nghệ sĩ hiện giờ của Hayna, cũng là nghệ sĩ trước đây của Mark, còn là đàn chị của Diệt Nhu. Anh cho rằng anh cần phải làm quen với cô ấy. Mới đi lần đầu, sao đối phương có thể để lộ con bài tẩy chứ? Xem ra anh ta rất quen thuộc chỗ đó, không chừng là hang ổ. Cái gì? Thôi hết đến rồi. Em nên nói với anh sớm chứ. Vậy xem ra cuộc hẹn kế tiếp phải để anh đứng ra rồi. Lúc ở Hàn Quốc cũng nhờ anh ta chăm sóc. Đến địa bàn của tôi thì phải làm tròn tình nghĩa người bản địa, chẳng phải rất hợp lý sao? Giờ bác sĩ kiểm tra phòng, mời người nhà mở cửa. Chị y tá, âm lượng này của chị sẽ dọa bệnh nhân chết đó. Thì ra đây là bác sĩ chính trên hot search đó sao? May nhờ có anh ở cạnh nhà cứu cô ấy. Lần sau mời hai người đến nghe cảnh sết của tôi. Được. Chắc tôi và cô ấy quen biết nhau sớm hơn cậu, nên là tôi cảm ơn cậu đã đến thăm cô ấy. Ngoài đời đẹp trai đáng yêu quá, đúng không bác sĩ Quang? Tôi không thấy vậy. Ôi trời ơi, sao tôi lại hỏi anh chứ? Anh là con trai tất nhiên sẽ thấy vậy rồi. Cả bản thân mình đẹp trai mà anh còn không biết nữa là. Huyết áp nhịp tim đều đã bình thường, dị ứng ngoài da cũng gần như khỏi hẳn. Anh bảo gì với việc nhà bọn anh đến chỗ em quét dọn khử trùng, em cho anh mật khẩu tạm thời đi. Nhấn chuông cửa rồi, trong nhà không có ai. Muốn xuất viện sớm thì ít ra cũng phải đảm bảo trong nhà không thể có nguyên nhân gây dị ứng nữa. Anh là bác sĩ chính của em, anh nói gì nghe đó. Thư ký Kim mới gọi điện thoại hỏi tình hình của em. À, vậy thì chị buộc phải nhắc nhở em, bác sĩ Quang đã thấy dáng vẻ tàn tạ này của em rồi. Chị trêu em thôi. Giờ phút liên quan đến mạng người, ai mà để ý em mặc cái gì. Giây phút anh ấy xông vào cửa bế em lên, chị cảm thấy bác sĩ Quang chính là duyên phận của em. Rồi rồi, em mau thay đồ đi. Thank you.
Đừng, xin em đừng nhắc tới đào nữa. Chị sắp bị ám ảnh luôn rồi. Chị cảm thấy sau này mình cũng sắp dị ứng thứ này rồi. Em nói xem, nếu không phải đêm qua Ngôn Nhất Trì tham gia tiệc tối xong phải bay ra nước ngoài thì chắc hôm nay thư ký Kim đã toi mạng rồi. May mà Ngôn Nhất Trì không ở đây, không thì bệnh viện hôm nay sẽ tưng bừng lắm. Thấy có người vào nhà em, đã xuất viện rồi à? Còn ổn không? Không gọi em xuống, sao lại không nằm nghỉ cho khỏe? Chỉ muốn xác nhận em không sao thôi. Từ khi quen biết em, mỗi lần thấy tên em trên hot search là phải chuẩn bị sẵn tâm lý tim đập mạnh đến sắp ngừng. So với những chữ đáng sợ như đột nhiên đưa đến bệnh viện, hôn mê không tỉnh, thà rằng nhìn thấy tin đồn giữa em và năm nghệ sĩ khác. Còn vui vẻ nói đùa như vậy, xem như hay đấy, tặng lại em một tin mới ra được. Về tôi hách. Không đúng, là Quang Hách. Anh từng điều tra. Năm Henry Quang nhập học Học viện Thương mại Boston, trường đã nhận một khoản quyên tặng lớn nhất từ một người Hoa tên là Quang Bác Nhân. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Anh nghi ngờ có thể người này là bố của anh ta. Có phải cảm thấy tên này quen lắm không? Em vừa về từ địa bàn của ông ta, Bệnh viện Trung ương Bác Nhân. Con trai cả của ông ta chính là bác sĩ đã cứu em trong tin tức Quang Tùng. Không những thế, thực ra thầy anh từng phỏng vấn ngôi sao sáng trong giới y học này. Tính ra giữa họ cũng có dây mơ rễ má nhau. Những chuyện đó sau này từ từ kể với em. Đi đi, nhưng đừng diễn cảnh hành động mạnh quá. Trói em lại em mới bệnh. Phương diện này, anh quá hiểu em rồi. Thật ra tối qua anh cũng thấy em và Kha Lâm. Ừ, sao lại trốn đi thế? Đó là người em quen biết à? Đó là người con trai còn lại của bố anh. Chưa từng nói cho người thứ hai biết, em cứ coi như không biết chuyện này đi. Dù sao với người lớn thì đây cũng là thể diện của gia tộc. Chắc là cậu ta chịu ảnh hưởng của mẹ cậu ta nhiều hơn anh chỉ để ý đến lĩnh vực của anh thôi. Trước mắt mối quan hệ duy nhất của anh với giới giải trí chắc chỉ có em. Anh nào dám.
anh chỉ đang nghĩ anh với cậu ta không qua lại, cũng chẳng quan tâm nhau. Giờ em đã biết tại sao khi còn nhỏ anh cứ thích chạy sang nhà em chưa? Anh còn đang nghĩ cuối cùng thì em định giấu bao lâu. Sớm hơn chính miệng em nói với anh mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay anh lấy bệnh án của em, phát hiện ra có một ghi chép chẩn đoán dị ứng mang tính tiếp xúc vào 1.5 năm trước. Rõ ràng em nói với anh là em chưa bị dị ứng đã nhiều năm, cho rằng mình đã không còn dị ứng nữa là nói dối. Chỉ khi không hề biết mình dị ứng với nó thì mới dám ăn một cách không kiêng nể gì như vậy. Xin lỗi, lần nào em nói em không còn là của khi còn nhỏ nữa, anh lại không nhận ra ám hiệu của em, anh sợ sót quá. Nhưng rốt cuộc thì em đang sợ cái gì? Em đang lo lắng cho anh. Cứ yên tâm giao cho anh. Tìm lại ký ức cho em là bổn phận của bác sĩ, nhưng cùng em tạo ra ký ức trong tương lai lại là thiên chức của anh. Cái đầu nhỏ xíu này của em không biết chứa bao nhiêu kỹ thuật chữa trị giang hồ vớ vẩn nữa. Ngày mai phải về đoàn làm phim rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, tuy không muốn can dự vào công việc của em, nhưng nếu được thì anh vẫn mong em có thể giữ khoảng cách với cậu ta. Để làm hai nữ chính nảy sinh sự khác biệt mạnh mẽ hơn, biên kịch đã tạo dựng Yudada thành một thiếu nữ trong giới fan, dùng lời nói của giới fan để cãi lại đàn chị. Nhận ra rồi, cuộc nói chuyện của hai người không cùng tần sóng. Chuẩn bị trang điểm và tóc, hai nữ chính mặc đồng phục cảnh sát hết. Diễn viên chuẩn bị 3, 2, 1, action. Nè, người mới đến, bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Thời kỳ thăng tiến của sự nghiệp, yêu đương đồng nghĩa với tự sát. Cô đang châm chọc tôi đấy hả? Nghe nói cô bé cảnh sát mới có cách bắn súng chuẩn cực kỳ của đội phi hổ cùng khóa với cô. Người ta nổi trội như vậy, sao cô lại đến chỗ này từ đội trinh sát hình sự thế? Có thể có triển vọng gì chứ? Đến cuối năm cũng toàn là mấy vụ án lông gà vỏ tỏi. Sở trưởng mới nhậm chức chắc là đàn chị của cô,
Nếu không muốn không có hoạt động thì đi mà ôm đùi cô ấy. Đến từ đâu thì về chỗ đó, để xem đội trinh sát hình sự có chịu nhận cô không. Nói tiếng người. Cắt. Tốt lắm. Xong việc. Chào sếp, sao trễ thế này? Kiểm tra phòng đi đột xuất, xin hãy phối hợp. Sếp ơi, như vậy không tốt lắm đâu. Hôm nay có rất nhiều khách VIP, kiểm tra đột xuất thật sự là làm người ta rất mất hứng. Có thể thông cảm một chút không? Tôi sẽ gọi điện báo với cấp trên của các chị ngay. Vậy thì được, sếp phải nhanh lên nhé. Nhiều nhất là 10 phút, không thì ông chủ là hỏi tội tôi đó. Chị cảnh sát này trông quen thật đấy. Lần đầu kiểm tra đột xuất à? Có cần tôi chỉ quy trình cho không? Sao lại là em vậy? Đây là bộ phim nào nữa thế? À đúng rồi, Hoa hậu cảnh sát tạm tạm, từng thấy trên Hot Shot. Thế nào, cần anh làm khách mời miễn phí hả? À, thì ra đến để kiểm tra có ở đây thật không? Anh ấy thật sự là bạn trai tin đồn của em. Hả? Không thấy bà đây đang mở hộp pha âm nhạc sao?